đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, tương truyền táo quân quanh năm đều quanh quẩn trong bếp, tỏ tường hết tất cả chuyện trong nhà. Theo tục lệ cổ truyền, hàng năm cứ đến 2-3 tháng chạp âm lịch, người người nhà nhà lại chuẩn bị lễ vật, mâm cỗ để tiễn táo quân về trời và trình báo hết mọi sự tình gia đình trong một năm qua. Đây là một trong những nghi lễ vô cùng quan trọng trong năm của người Việt, do đó khi ngày 23 tháng chạp sắp tới, gia chủ nên cẩn trọng trong những điều cấm kỵ này, kẻo năm mới 2023 xui xẻo, tiền vàng đội nón ra đi, chi tiêu. Chi tiết sẽ được chúng tôi chia sẻ ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, tránh lỗi phong thủy trong phòng bếp. Tương truyền về ngày cúng ông Công, ông Táo, Táo Quân là vị thần cai quản bếp núc. Chính vì vậy, rất nhiều nhà có tục lệ thờ Táo Quân. Thế nhưng việc thờ cũng cần phải đảm bảo vấn đề về phong thủy. Ngày 23 tháng chạp âm lịch trong dân gian được gọi là ngày đưa ông Táo về trời để báo cáo cho Ngọc Hoàng. Vào ngày này, chúng ta tuyệt đối không được để bếp ở khu vực giữa nhà mà xung quanh không có bất kỳ điểm tựa nào. Điều này khiến cho những nguồn năng lượng tốt không được giữ lại trong nhà, từ đó sẽ khiến cho vận may của gia chủ bị mất đi. Nhiều người quan niệm rằng, sau khi đưa ông Táo về trời, họ sẽ không được nấu nướng, nhưng hoàn toàn ngược lại. Chúng ta phải luôn giữ cho nhà bếp đỏ lửa, thường xuyên nấu nướng sẽ giúp vận may về tài lộc và sức khỏe của cả gia đình. Việc thường xuyên nấu ăn trong gia đình còn giúp các thành viên trở nên gắn bó với nhau hơn. Bếp là nơi cần được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, do đó chúng ta cần phải đặt thùng rác và những thực phẩm hư thối ra xa để khu vực nhà bếp tránh xa các loại vi khuẩn có hại cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra trong phong thủy thì thùng rác thường chứa nhiều nguồn năng lượng xấu, nên khi đặt ở phòng bếp, nó sẽ ngăn cản con đường thăng quan tiến chức của gia chủ. Thứ hai, không cúng sau 12 giờ ngày 23 tháng chạp. Có một điều cần phải nhớ trong ngày này, đó là không cúng sau 12 giờ trưa ngày 23, bởi sau 12 giờ trưa là thời điểm các ông Công, ông Táo đã về trời. Lễ cúng ông Công, ông Táo cần phải được tiến hành trước khi ông Công, ông Táo bay về trời báo cáo với Ngọc Hoàng, tức là trước 12 giờ. Vì vậy, tùy theo điều kiện, thời gian, công việc của từng nhà, có thể cúng ông Công, ông Táo vào trưa, tối ngày 23 tháng chạp hoặc sáng 23 tháng chạp. Thứ ba, cấm đặt mâm lễ tùy tiện. Tùy theo điều kiện, thời gian công việc của từng nhà có thể cúng ông Công, ông Táo vào trưa, tối ngày 22 tháng chạp hoặc sáng ngày 23 tháng chạp. Thứ ba, cấm đặt mâm lễ tùy tiện. Nếu gia chủ có ban thờ Táo Quân ở dưới bếp thì có thể đặt mâm lễ cúng ở đây, song vẫn cần có một mâm lễ nữa ở ban thờ chính. Bởi theo quan niệm dân gian thì ông Công là thần thổ công, cai quản đất đai trong nhà. Cúng ông Công, ông Táo thì phải chú ý điều này. Ngoài ra, xét theo ý nghĩa tâm linh thì việc cúng lễ phải được thực hiện bởi nơi sạch sẽ, trang nghiêm nhất trong nhà. Bếp là nơi đun nấu, dù có lau dọn sạch sẽ đến mấy thì cũng vẫn là không gian sinh hoạt chung, không đủ trang nghiêm. Tục thờ cúng Táo Quân đã có từ lâu và là một tín ngưỡng dân gian vẫn được lưu truyền đến nay. Dù lễ vật cúng Táo Quân, bài cúng Táo Quân có được sửa đổi cho phù hợp với thời đại, nhưng từ xưa đến nay, ban thờ Táo Quân tuyệt đối không được đặt ở hướng Bắc, bởi Táo Quân là hỏa mà hỏa kỵ thủy, điều này gây bất lợi cho gia chủ. Thứ tư là không cầu xin tài lộc sung túc. Có nhiều người theo thói quen thường cầu xin làm ăn phát đạt, tấn tài, tấn lộc. Tuy nhiên Táo Quân lên thiên đình là để trình báo việc lớn, việc nhỏ của hạ giới với Ngọc Hoàng. Nên các gia đình chỉ nên khấn và cầu xin Táo Quân báo cáo điều tốt với Ngọc Hoàng là được. Thứ năm, thả cá chép từ trên cao. Trong ngày 23 tháng chạp, cá chép tượng trưng cho chính thần linh. Sau khi cúng lễ và thả cá chép, các gia đình không nên thả cá từ trên cao như đứng trên cầu, bờ xa, ném cá xuống nước vì như vậy cá sẽ chết. Bạn nên chọn một địa điểm mép nước ở sông, hồ và thả cá từ từ, đặc biệt không nên ném cả túi ni lông xuống nước để tránh gây ô nhiễm môi trường. Thực tế cho thấy ở Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác, sau ngày Tết ông Công ông Táo, các hồ ở Hà Nội ngập trong rác bởi sự thiếu ý thức của nhiều người dân. Sau khi thả cá, nhiều người vứt lại các túi ni lông, thậm chí cả chân hương cho bụi từ đốt vàng mã. Thả cá vốn có ý nghĩa đẹp, nhưng mà không đúng cách sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực, không những làm mất đi ý nghĩa tâm linh mà còn gây ô nhiễm môi trường.
Quý vị và các bạn thân mến, cúng ông Công ông Táo là một trong những tín ngưỡng đẹp của dân tộc Việt. Vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, mọi người sẽ chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo. Mâm lễ cúng ông Công ông Táo như thế nào là đầy đủ? Đối với mỗi vùng miền lại có những quan niệm khác nhau về lễ cúng này. Chi tiết sẽ được chúng tôi tiết lộ trong phần tiếp theo của video. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tìm hiểu về lễ vật cúng ông Công ông Táo gồm những gì? Mũ cúng. Trước hết, trong mâm lễ vật cúng ông Công ông Táo, gia chủ cần chuẩn bị bộ ba mũ công, trong đó sẽ có hai mũ táo ông còn có hình cánh chuồn chuồn ở trên và có một mũ táo bà thì không có. Tùy theo những người thiết kế, mũ công sẽ được trang trí dây kim tuyến cùng gương nhỏ cho bắt mắt. Tùy thuộc theo những ngũ hành trong phong thủy, màu sắc của mũ sẽ có sự khác nhau. Theo đó, vào những năm hành thổ, mũ công sẽ có màu đen. Năm hành kim, mũ công ông Táo sẽ được làm màu vàng. Mũ công có màu trắng sẽ thuộc hành mộc và hành thủy, mũ công ông Táo có màu xanh. Các lễ vật khác, bên cạnh chuẩn bị mũ công, gia chủ cần chuẩn bị hài và quần áo tương ứng với số mũ, hương vàng, giấy nến cũng cần phải sắm đầy đủ trong mâm lễ vật. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo lễ cúng được tươm tất. Mâm cúng. Các gia đình cũng cần phải chuẩn bị cơm cúng ông Táo. Theo đó, mâm cơm sẽ có một số món truyền thống như gà luộc, xôi, canh, bánh kẹo, hoa quả, trầu cau, hoa tươi, gạo, muối, rượu. Mỗi thứ sẽ được chuẩn bị một ít và tùy thuộc vào từng phong tục vùng miền. Việc làm mâm cỗ cúng sẽ có sự khác biệt. Cá chép. Ngoài ra, khi làm lễ cúng ông Táo, gia chủ cần chuẩn bị thêm cá chép, bởi tương truyền rằng cá chép là phương tiện di chuyển đưa các táo về châu trời. Chính vì thế, vào ngày này không thể thiếu sự hiện diện của cá chép, bạn có thể chọn cá chép sống hoặc cá chép giấy. Đối với cá chép sống, sau khi cúng xong sẽ được mang thả về với tự nhiên, còn cá chép giấy sẽ mang hóa cùng giấy áo vàng mã. Nghi thức và lễ cúng ông Công ông Táo các vùng miền, người dân Bắc Bộ thường cho rằng vào trưa của ngày 23 tháng Chạp, các táo đã đi về trời. Chính vì thế, các gia đình miền Bắc thường cúng ông Táo từ rất sớm, vào khoảng từ 20 đến trưa ngày 23 tháng Chạp, và mâm cơm cúng ông Táo của người miền Bắc được chuẩn bị tùy theo điều kiện của gia chủ. Tuy nhiên, điểm đặc trưng của người miền Bắc Bộ đó là sử dụng cá chép để cúng, và thông thường các gia đình đều chuẩn bị cá chép sống để đặt lên mâm lễ. Sau khi hành lễ, người dân miền Bắc sẽ mang cá chép đi phóng sinh tại ao, hồ, sông, suối. Người miền Bắc không chỉ xem cá chép là phương tiện đưa các táo về chầu trời, bên cạnh đó hành động đẹp phóng sinh cá còn thể hiện tấm lòng hướng thiện, nhân hậu của con người. Lễ vật cúng ông Táo của người miền Trung. Theo đó, người dân miền Trung sẽ không sử dụng cá chép để cúng vào ngày 23 tháng Chạp, thay vào đó hầu hết gia đình đều lựa chọn ngựa giấy để cúng trên bàn thờ. Người miền Trung thường làm lễ tiễn táo quân vào ngày 23 tháng Chạp rất trọng thể. Việc đầu tiên là phải thay cát mới trong lư hương và lau dọn bàn thờ ông Táo sạch sẽ. Sau khi cúng xong, tượng ba táo quân cũ bằng đất nung được tiễn khỏi bàn thờ bếp và đặt cạnh các am miếu ở đầu xóm hay ở dưới gốc cây cổ thụ ngã ba đường. Tiếp đó họ sẽ rước tượng ba táo quân mới lên bàn thờ để bắt đầu một năm làm việc tiếp theo. Trong ba miền của đất nước Việt, nghi thức cúng ông Táo tại miền Trung bao giờ cũng được đánh dấu cầu kỳ nhất. Lễ cúng ông Công ông Táo của miền Nam được cho là đơn giản nhất trong cả ba miền. Ngoài ra những món chủ đạo như nem, giò, bánh chưng, hành muối, gà luộc, người miền Nam có thêm một đĩa đậu phộng, kẹo vừng đen và một bộ cò bay ngựa chạy. Đồ lễ của người dân Nam Bộ không thể thiếu bộ hình giấy có hình con cò và con ngựa hay còn gọi là cò bay ngựa chạy. Quý vị thân mến, dù thế thì mâm cỗ cúng 23 tháng Chạp vẫn không thể thiếu, có thể không thật tươm tất, nhưng theo các chuyên gia văn hóa thì phải thật thành tâm mới mong có năm sau sẽ khởi sắc hơn năm trước, sang năm mới no đủ hơn năm cũ. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video, chúng tôi sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.